Chiều mưa đói bụng thì quyết định lấy mì ở trong tủ ra xào á mọi người. Ở đây Ngọc có một gói mì xào nè, với cải, với giá, và đặc biệt ở đây là Ngọc xào với một muỗng canh dầu hào, cho nên cái phần mì xào nó sẽ đậm mùi thơm hơn, cho một đũa vào miệng cảm giác nó giòn tan và thơm phức luôn mọi người ơi. Mọi người nhìn nhỉ, mì xào của Ngọc đây. À, trời mưa lạnh lạnh ăn dĩa mì xào này rất ngon luôn á mọi người. Chúng ta cùng vào bếp thực hiện nha mọi người. Và đầu tiên thì Ngọc sẽ cho mì vào tô, sau đó cho nước vào và nước sôi nha. Ngọc sẽ nấu cho phần mì nó chín đều lên, sau đó chúng ta sẽ chắc bỏ nước đi, sau đó các bạn cho gói dầu sa tế này vào nè, các bạn trộn đều lên và chúng ta để đây thì chúng ta đi làm cái phần rau xào mì nha. Nước sôi thì cho cải vào luộc cho chín nè, sau đó thì các bạn sẽ vớt ra và dắt cái phần nước cải cho nó khô. Chúng ta sẽ phi hành tỏi cho nó thật là thơm. Các bạn cho đây một muỗng canh bơ nha. Khi các bạn xào mì mà các bạn cho bơ vào nó sẽ thơm hơn. Sau đó các bạn sẽ cho thịt bằm vào, các bạn xào cho chín và các bạn nêm gia vị nè, bột nêm, đường, bột ngọt nè, đặc biệt là một muỗng canh dầu hào nha. Sau khi thịt của chúng ta đã chín rồi á thì các bạn sẽ cho phần rau xào vào. Các bạn thích ăn rau gì thì các bạn xào với đó. Ở đây mì thì các bạn xào với cải ngọt nó sẽ ngon hơn. Sau đó các bạn sẽ trộn đều lên cho cái phần rau này nó thấm gia vị. Thì các bạn cho phần mì vào, các bạn xóc đều thì chúng ta sẽ bày ra dĩa thôi mọi người. Và ở đây mì xào thì không thể thiếu cái phần gia vị của mì nha. Các bạn nêm vào đây một gói gia vị mì xào vào. Bây giờ chúng ta bày ra dĩa thôi nào. Các bạn nhìn đây, dĩa mì xào vừa hoàn thành đây các bạn, thơm phức luôn, nức cả phòng luôn đó. Bây giờ thì chúng ta cùng thưởng thức thôi nào. Chúc các bạn thành công và cùng thưởng thức với Ngọc nhé.